Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Bây giờ thì mình vừa mới đi làm về và trong clip này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là một số S cộng đã được điều chỉnh lại bộ skill mới. Mình sẽ giải thích một số cái. Còn nếu mà để review chi tiết về hình ảnh ấy, thì chắc là không được rồi. Một số Pokemon mình chỉ có với 4 sao thôi. Mình sẽ dịch từ bản tiếng Anh cái bộ skill cuối cùng hiện tại bây giờ từ bản tiếng so với bản tiếng Việt. Bản tiếng Việt bây giờ nếu mà điều chỉnh như thế này thì là bộ skill của nó cũng na ná bản tiếng Anh rồi. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta sẽ cùng nhập một cái code đầu tuần. Và hiện tại đang diễn ra cái sự kiện thần thú hạn giờ của Shiny Mega Gengar này. Hôm qua thì có một số cái bảo vật đã được điều chỉnh lại theo kiểu mà cái nội dung ở trong này. Ví dụ như là cái sáo Poke đây, hôm qua thì là dịch đó là thủ vật lý, bây giờ đã chuyển lại rồi thành công đặc biệt. Thì hầu hết trong này ấy, có một số cái bảo vật đã được điều chỉnh lại rồi nhưng mà chưa dịch lại thôi. Ví dụ như là cái vòng tay khổng lồ này, nghe nói là đã điều chỉnh rồi ấy, nhưng mà trong này thì chưa có thêm cái phần còn lại. Tức nghĩa là khi nó tiêu diệt được một địch ở trong cái đòn tuyệt kỹ của nó lần đầu tiên thì nó sẽ được hồi 300 nộ và đòn tấn công kế tiếp để bỏ qua của địch song thủ bao nhiêu ấy, không rõ lắm. Nhưng mà với thanh kiếm bất tử như các bạn đã sử dụng trong thời gian vừa điều chỉnh lại thì đây là một món bảo vật gọi là quá là xịn luôn, sát thương gây ra rất là cao. Và sử dụng trong sáng nay lúc mình cho Masadao sử dụng thì sát thương gây ra rất là tốt. Lại thêm một cái nữa, trước khi nó đến cái nội dung chính là bạn nào mà đang có cái dương chọn Pokemon S này đến từ cái dương tích nạp ấy thì các bạn có thể lấy được một số Pokemon mới như thế này. Hồi trước thì mình cứ lấy nhưng mà mình còn chưa sử dụng cơ, bây giờ đang có mấy cái rồi, tháng này là tầm mấy cái thì mình đã vừa để lấy hầu hết tất cả các Pokemon mà mình đang thiếu ở trong này. Vậy là các bạn nếu mà không sử dụng thì có thể chờ khi nào mà cập nhật thêm một số Pokemon vào trong này nữa thì chúng ta có thể lấy được này. Và nhiều Pokemon như Katana hay là con Hichan đợt trước không có ở trong sự kiện đấu giá thì bây giờ các bạn lấy ở trong cái dương tích nạp. Chúng ta sẽ cùng nói về Mewtwo đầu tiên này. Mewtwo thì cái bộ skill của nó thì 11 sao thì sẽ khi mà nó ulti thì nó sẽ kêu gọi toàn bộ đồng đội hệ siêu cùng xông lên tấn công. Và nếu đồng đội đó mà đang đầy nộ cũng sẽ ra được đòn tuyệt kỹ luôn. Cái này cũng chưa biết là đợt trước nó đã là có cập nhật hay chưa, nhưng mà đây cũng sẽ là một cái gần cuối cùng ở bản tiếng Anh lúc này rồi. Và ngoài ra nó còn tạo khen ánh sáng dành cho hai đồng đội hệ siêu của nó nữa. Cái nội tại của nó đầu tiên 5 lượt đầu tiên thì nó sẽ được hành động thêm một lần nếu mà nó là Pokemon đi đầu tiên này. Và 8 sao là như thế này rồi này. Và thiếu một cái nữa, đó là nó sẽ hỗ trợ dành cho toàn bộ hệ siêu của bạn. Đây là hiệu ứng khi 4 sao thôi, là khi đánh lên địch thì sẽ có bỏ qua của địch 30% thủ đặc biệt. Thì mình sẽ test thử xem là có hay không. Bây giờ mình cho một con Songaleo vào. Các bạn để ý thấy là nó đang có 5 cái dòng búp này. Và mình sẽ thử tấn công phát 902.000. Bây giờ cho thêm Mewtwo vào. Các bạn để ý có thêm một dòng chữ xanh nữa, xuyên phòng thủ đặc biệt, một cái hỗ trợ của Mewtwo dành cho những Pokemon hệ siêu. Đánh thử phát, đánh nó còn yếu hơn bình thường cơ, chẳng hiểu tại sao nhá. Thì mình chỉ biết là Mewtwo nó sẽ hỗ trợ giống như vậy thôi. Nhưng mà còn đâu test thì thảm thế đam của nó giảm đi, nhưng mà nó có thêm cái hiệu ứng xuyên phòng thủ đặc biệt đấy rồi. Đấy là một cái mà trong này chưa có ghi, nhưng mà thực sự là nó sẽ hỗ trợ dành cho những Pokemon hệ siêu như thế vậy. Tiếp theo đến Celebi. Về Celebi bây giờ thì tăng 6 chỉ số cơ bản này. Nó sẽ có thêm cái hiệu ứng đến từ Zmu của nó là chính nữa. Và ngoài ra ở phần nội tại của nó, đó là tầm nhìn tương lai này. Các bạn để đọc tầm nhìn tương lai này. Bây giờ thì đây là một cái hiệu ứng mà giúp cho Semi né tránh được một đòn tấn công đầu tiên của địch này. Và khi mà hai cái đòn tuyệt kỹ của Pokemon hệ siêu bạn được tạo ra thì tầm nhìn tương lai này nó sẽ được làm mới lại luôn. Thì bây giờ nếu bạn đi cùng với team siêu thì Celebi này đáng ra là địch 5 lần hành động thì hiệu ứng né tránh một đòn tấn công của địch mới được kích hoạt. Thì bây giờ chỉ cần hai Pokemon hệ siêu bạn ulti thôi thì tầm nhìn tương lai này nó cũng sẽ có được luôn này. Và ngoài ra 8 sao bây giờ nó đặt dấu ấn thời gian này có thể đặt lên dành thêm cho hệ cỏ vệ siêu thêm một lần nữa. Ví dụ như là bạn đặt lên chính nó lúc bắt đầu rồi này thì đến khi mà nó mất đi nó vẫn có thể tự tạo ra cho chính nó được một cái lá kháng tử nữa này. Đây là với Celebi này, kiểu dạng nhân đồng đội bên bạn mà mất đi cái lá kháng tử lần đầu này thì nó vẫn có thể giúp cho đồng đội đó nhận được thêm cái lá kháng tử ở lượt kế tiếp đây. Như các bạn sẽ thấy đặt lên thêm một cái lá kháng tử lần nữa dành cho đồng đội siêu hoặc là hệ cỏ. Và Lugia như các bạn thấy là đã có thêm một cái lá kháng tử rồi. Thì đấy là một cái cập nhật dành cho Celebi. Cái này thì mình biết từ lúc trước thôi, chứ còn lần này lâu lắm rồi quên
còn đến Giachi cũng được chỉnh sửa đấy. Với Giachi thì mình nhớ lại đã, thực ra là có nhiều cái bây giờ ở bản tiếng Anh nó khác nó đúng hiện tại bây giờ, nhưng mà bản tiếng Trung mình đang chơi thì nó khác hẳn rồi nên mình không thể nhớ lại được luôn. Cái hiệu ứng này của CDB ý, thì quên, của Giachi, mình phải nhìn vào bản tiếng Anh đã. Với Giachi, khi ra skill 2 nó sẽ ra được cái con mắt chân thật này. Con mắt chân thật này thì đang có thì có 77% để tạo ra một cái điều ước nữa sau khi đồng đội hành động. Nếu đó là hệ siêu thì sẽ là 100% tỷ lệ sẽ tạo ra điều ước. Này mình chưa biết là có trong cái phần kia chưa. Nhưng mà ở phần nội tại của nó nhá là như thế này. Cứ mỗi khi mà bạn đã có được thêm, đó là cái tạo được 3 điều ước, và lúc đó thì nó sẽ có được thêm một cái sao băng. Và sao băng này thì nó sẽ giúp cho Giachi tăng thêm 10% 6 chỉ số chính. Và ngoài ra nữa, khi mà nhận được một cái sao băng này, tức nghĩa là tạo được 3 điều ước khác nhau, thì toàn bộ đồng đội bên bạn sẽ nhận được một cái khiên dự theo 15% máu gốc của Giachi. Nếu đó là hệ thép hoặc là hệ siêu thì sẽ là 30% trong vòng 2 lượt này. Một cái rất là xịn luôn đấy. Máu của Giachi mà các bạn nuôi cao này, xong rồi lúc bắt đầu 8 sao là các bạn đã có sẵn 3 điều ước rồi. Và 3 điều ước đấy thì cũng sẽ tạo ra luôn, đó là giúp cho cái khiên dành cho toàn bộ đồng đội. Nếu mà đi cùng hệ thép bây giờ thì sẽ có một lượng khiên rất là dày đặc. Và cái hiệu ứng những cái điều ước của Giachi đặt lên những đồng đội siêu hệ thép sẽ là tăng cường thêm 30% hiệu quả. Tí này phải test thì biết được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngó nhá, là cái khả năng tạo thêm cái khiên dành cho toàn bộ đồng đội của bạn bằng cách đó là tạo ra được 3 điều ước khác nhau. Và như các bạn thấy bây giờ cái khiên nó được tạo ra dành cho toàn bộ đồng đội đây. Đồng đội cái khiên nhiều bạn bây giờ cảm thấy là tại sao không có, bởi vì nó là thanh thứ 3. Thì với Giachi bây giờ khi tạo ra 3 điều ước khác nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra khiên dành cho toàn bộ đồng đội của bạn. Một cái để giúp cho Dianga nó xịn hơn trong thời điểm này là khi các bạn lên được 8 sao sẽ có thêm hiệu ứng lão hóa. Lão hóa này bây giờ thì khi đặt lên địch, địch sẽ bị nhận thêm 20% sát thương này, giảm đi 20% tốc độ hồi nộ này, 20% tỷ lệ hồi máu, giảm đi cái sát thương vật lý khi đánh lên đồng đội hệ thép bên bạn này. Và khi tấn công địch mà đang bị dính hiệu ứng lão hóa này thì sẽ giảm của địch đi 10% 6 chỉ số chính này. Và đồng thời đồng đội địch đó đang bị lão hóa thì đánh kiểu khắc chế lên đồng đội mà bên hệ thép bên bạn thì sát thương cũng giảm đi 20%. Đây là một cái hiệu ứng gọi là rất là xịn dành cho Dianga luôn. Có thể nói là thời điểm trước thì cái hiệu ứng này mà có sớm ấy thì Dianga nó sẽ rất là bá, nhưng mà với thời điểm bây giờ thì có lẽ là cũng đã mất dần đi được cái hiệu quả của Dianga hay những S cộng cũ rồi. Những S cộng mới bây giờ thì nó bá hơn rất là nhiều. Và giảm 6% chỉ số chính này thì hầu như địch sẽ bị tự mất đi 10% máu gốc. Lúc đó thì Dianga hay đánh cái sát thương thực nhiều hơn. Một điều rất tiếc là mình không còn Dianga nữa. Đó là khi mà các bạn nhận một cái sát thương nhá, thì Dianga nó sẽ lưu trữ lại cái lượng sát thương đó, và đến lượt cuối lượt này và đầu lượt và cuối lượt sau thì nó sẽ mất đi 1/2 cái lượng máu đã lưu trữ đó. Thì bây giờ là mất đi 1/3, tức nghĩa là trong 3 lượt nó mới mất đi cái lượng máu đó. Thì lúc đó thì Dianga khả năng sinh tồn của nó sẽ cao hơn rồi. Bây giờ giả sử các bạn nhận một 100.000 máu đi, thì bạn sẽ chỉ mất đi đó là 50.000 thôi. Còn đâu 50.000 còn lại thì 25.000 mất ở cuối lượt này, 25.000 mất cuối lượt sau là hết này. Thì bây giờ mất 1/3 thôi, tức nghĩa 50.000 nó chia 3 thì bạn sẽ chỉ mất đi có 15.000 máu ở cuối lượt này, 15.000 máu cuối lượt tiếp theo và 15.000 máu cuối lượt tiếp theo nữa. Vậy nên là cái việc bây giờ Dianga nó nhận ít sát thương hơn ngày trước, chứng tỏ là nó sẽ trâu hơn, thì đó chính là điều chỉnh dành cho Dianga. Còn với Giatina, như hôm qua mình đã review rồi, thì cái bộ kỹ năng của nó bây giờ bóng ma 6 điểm này, mỗi cái bóng ma sẽ giảm đến tận 5% giảm sát thương cuối cùng, tức nghĩa là đang ở trong cái chế độ mà Origin ấy, thì 30% giảm sát thương cuối cùng là quá là xịn luôn. Nhưng mà trong này nó chưa dịch đâu, tức nghĩa là bây giờ cái bóng ma lén lút này, lửa ma này, khi đặt lên địch hoặc là trước khi mục tiêu di chuyển thì sẽ giảm của địch đi 12%, giảm đi lượng máu dựa theo 12% máu gốc của Giatina, và đó là sát thương thực, và kèm theo giảm đi 120 nộ. Vậy nên là bây giờ cứ khi mà Giatina gây ra hiệu ứng lửa ma này, một phát mất đi 120 nộ luôn, kèm theo là mất máu luôn.
nó khác với hồi trước. Hồi trước là địch chuẩn bị hành động sẽ bị mất máu, thì bây giờ như các bạn ấy được gây ra và trước khi mục tiêu, tất nhiên vừa đặt lên địch là kích hoạt luôn. Và cái lửa ma này bây giờ đốt đau hơn ở trước rất là nhiều luôn đấy. Và cảm tưởng như là các bạn cũng sẽ thấy đó là Giratina, cái độ trâu của nó bây giờ cũng trâu hơn khi đi cùng với cả team ma. Được điều chỉnh như vậy cũng rất là xịn rồi. Manaphy mình không rõ. Seimin cũng được điều chỉnh đấy, nhưng mà mình không có để có 4 sao review thôi, nó cũng chưa biết là gì. Nhưng mà Seimin này ok, mình sẽ nói về Seimin sau nhá. Bộ 3 Reshiram, Zekrom với cả Kyurem chưa biết được cập nhật gì không. Nhưng mà với Reshiram thì ở Epsung nó sẽ tăng thêm 60% máu gốc, công đặc biệt, giảm sát thương các kiểu nữa. Và ở Zmu của nó thì Epsung mà nó không chết thì nó sẽ được hồi sinh trở lại. Meloetta thì mình nghĩ là cũng có thể là thay đổi đấy. Sát thương của nó gây ra nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn nếu mà trong đòn tuyệt kỹ này của nó mà kèm theo nữa là hiệu ứng chảy máu này. Đúng rồi, thực ra Meloetta cũng được điều chỉnh lại rồi. Thì cái sát thương gây ra của Meloetta rất là cao. Mình thì không có Meloetta review rồi, chưa có luôn đấy. Mà nó lại duyên của một trong những con khác. Gesek thì mình không rõ lắm. Sonia thì bộ skill vẫn thế. Còn với Eventual nhá, Eventual thì bây giờ nó có cái hiệu ứng ở 8 sao. 8 sao của nó ngày trước là nó sẽ hỗ trợ dành cho toàn bộ đồng đội hệ bóng tối được 8% tỷ lệ hút máu. Và đánh lên địch nào mà đó hiệu tính tiêu cực hoặc là khống chế thì sẽ được tăng thêm 10% sát thương. Hiệu ứng này 8 sao bây giờ chuyển về 4 sao là một này. Đấy chính là cái bóng tối ám. Và bây giờ 8 sao của nó khi giết được địch thì nó lại hóa thành kén trong vòng 1 lượt, cho nên lượt hành động kế tiếp này. Và lúc mà thức dậy thì tăng thêm 30% tỷ lệ hút máu trong vòng 2 lượt. Cái hiệu ứng này nó chỉ được kích hoạt một lần trong một trận đấu thôi. Vậy nên là với Eventual bây giờ gọi là tăng cường thêm sát hiệu quả, nhưng mà không mấy sử dụng có hiệu quả ở trong thời điểm này thôi. Giết được địch lại hóa vào kén, nhưng mà chỉ được một lần. Cái này thì cũng không đến nỗi quá xịn lắm đâu. Eventual lúc này thì không có cái meta đi cùng với nó rồi. Còn đâu với TNC à? TNC thì chắc không có. Mà Hupa thì cũng đã có một cái điều chỉnh như sau. Hupa bây giờ sau khi điều chỉnh lại xong nhá. À quên, các bạn để ý đây, đó là Hupa mình đang để với sứ con Luala rồi nên nó rất là trâu. Cái hiệu quả của Hupa bây giờ rất là tốt. Đó là khi mà nó chết nhá, thì ngay lập tức nó sẽ đặt cái hiệu ứng vòng này lên địch một cách vĩnh viễn. Và ứng với mỗi chỉ số đó của Hupa thì nó sẽ trừ của địch đi. Mình sẽ xem lại cái chỉ số bao nhiêu, nhưng mà kèm theo nữa là cứ mỗi một cái vòng sẽ trừ của địch đi tận 50% cái hồi máu. Vậy nên là địch nào mà ăn nhiều quá nhiều cái vòng này không thể hồi máu được luôn. Các bạn sẽ thấy nhất là trong cái đấu trường solo Inigo ấy, địch nào mà giết Hupa phát xong là coi như là ngay cả táo hay những đồ khác không thể hồi máu được luôn. Vậy nên đây là một cái tính năng tiếp theo của Hupa được chỉnh sửa. Lúc này thì Hupa khi mà chết đi thì nó cũng rất là có lợi luôn. Địch lúc này thì ba con kia bị dính cái vòng này thì không thể hồi máu được này. Đây là một hiệu ứng vĩnh viễn và không thể bị hóa giải. Đây Hupa đây, giải phóng aura này. Khi Hupa ngất xỉu, tặng vĩnh viễn 6 nhẫn vàng cho kẻ địch ngẫu nhiên. Mỗi cái nhẫn này thì giảm của địch đi bằng 20% chỉ số của Hupa. Tức nghĩa là Hupa được nuôi càng mạnh thì địch đó sẽ bị trừ đi cái chỉ số tương ứng cái vòng đó và kèm theo là giảm 50% hồi máu. Hai cái vòng là 100% hồi máu, địch đó không thể hồi máu được luôn nữa này. Vậy nên là với Hupa bây giờ nó ở trong team ma, mặc dù nó có thể chết đi nhưng mà nó cũng sẽ kèm theo làm cho địch bị dính quá là nhiều hiệu ứng như vậy luôn. Và kèm theo nữa bây giờ 8 sao nó sẽ được nâng cấp lên, đó là cướp đi 20% cái giảm thương đến từ mục tiêu hàng trước, không thể bị loại bỏ, nhiều hơn so với hồi xưa rồi à. Hồi xưa là 10 hay 15% ấy. Và khi mà nó tấn công thì nó sẽ chuyển 4% cái giảm sát thương nó cướp được kia chuyển thành 8% sát thương. Nhưng mà cập nhật đợt này thì có cái 6 nhẫn vàng này là xịn nhất dành cho Hupa rồi này. Và sát thương mà Hupa nhận vào bây giờ giảm đi 20% luôn. Ok, thì đó chính là về Hupa. Hupa điều chỉnh như vậy xong thì là một con chết đi vẫn có lợi. Còn lại một số Pokemon như là Memetro thì mình cũng chưa rõ là cái hồi trước cái hiệu ứng ở 8 sao ấy, là khi mà nó đánh trả được 5 lần thì đòn thứ 5 sẽ được gấp đôi đam và địch đó sẽ bị choáng này. Chung Memetro thì mình cũng không rõ đâu để review đâu. Mình chỉ review lại một số Pokemon mà cảm thấy gọi là ổn, có thể sử dụng được trong thời gian tới để các bạn có thể là nuôi tiếp thôi, chứ còn đâu thì cứ ưu tiên S cộng mới. Điều chỉnh này thì có lẽ là phù hợp với server mới nhiều hơn. Với Seimin bây giờ, nếu các bạn chơi dạng land này thì khi đồng đội bên bạn hành động thì nó sẽ giúp cho đồng đội bên bạn được hồi máu này khi mà có cái hoa kia.
định đánh này, thì bỗng nhiên dưng được hồi máu này. Đây, như các bạn thấy đây, là bây giờ cứ đồng đội nào đánh phát là thấy được bỗng nhiên là hồi máu dành cho cả team luôn. Rất là xịn. Ngày trước là hồi dành cho đồng đội nào hành động thì bây giờ hồi máu dành cho toàn bộ luôn. Vậy nên là Semin bây giờ hồi máu cực kỳ kinh. Nếu các bạn mà lên được 8 sao hay 1 sao ấy, đi cùng với cả team tiết đá giúp cho đồng đội hồi máu cũng rất là ok, để tăng cường thêm cái hiệu quả của cái hồi máu ở trong team tiết đá. Thì đó chính là cái Semin dạng len này, hạt giống lo lắng này. Ba đồng minh có máu thấp nhất trước khi hành động sẽ hồi máu, thì cái này chưa dịch lại đâu. Nhưng mà như các bạn thấy là toàn bộ đồng đội sẽ được hồi máu, chứ không phải ba đồng minh có máu thấp nhất nữa. Và kèm theo 8 sao bây giờ đó là chuyển 15% sát thương mà Semin nhận vào thành hồi máu, và mỗi đòn tấn công mà Semin nhận vào không vượt quá 15% máu gốc của nó. Thế nên là Semin nó cũng sẽ rất là trâu khi mà đang có cái hiệu ứng cái hoa của nó đặt trong vòng 2 lượt đầu. Vậy nên là Semin có thể sử dụng được ở trong thời điểm này. Còn với Semin dạng Sky này thì cái nội tại của nó ấy, mỗi vòng lớn tăng thêm hồi phục 30%, giảm đi của địch 30% tỷ lệ hồi máu, 30% song thủ này. Mình chỉ biết đó là khi ra skill 2 bây giờ thì nó sẽ có khả năng đó là chói địch thôi. Còn nội tại của nó nhận được khả năng tàng hình trong một lượt sau khi di chuyển. Khi bạn lên được 8 sao thì nó sẽ có khả năng tàng hình. Vậy nên Semin bây giờ đa số là chắc là sẽ sử dụng đó là cái dạng là len của nó nhiều hơn so với dạng Sky. Sky thì ưu tiên theo kiểu tấn công. Dạng Sky các bạn để ý nhá, đó là khi bắt đầu trận đấu nhá, hình như mình nhớ là nó sẽ có khả năng đó là chói lại địch cơ. Với tỷ lệ là bao nhiêu ấy, khi mà đang có hoa bầu trời này, trước khi mỗi lượt sẽ chói địch, thì mình đang đánh lại một trận khác. Ok, mình sẽ đánh lại phát trận nữa. Thực ra là bây giờ nếu mình chuyển qua bản tiếng Anh, mình dịch từ bản tiếng Anh thì mình mới hiểu rõ hơn cơ. Có một số Pokemon được điều chỉnh rồi, tuy nhiên là bộ skill thì kiểu dạng như là chưa hẳn là dịch lại ở trong cái phần nội tại, phần thông tin để các bạn có thể hiểu rõ thôi. Chứ còn Semin mình nhớ là lúc bắt đầu vào trận đấu ấy, có tỷ lệ sẽ bị chói lên một địch đây. Đây đúng rồi, có một địch đã bị chói rồi này. Thì nó cũng sẽ có tỷ lệ khi mà nó đang có hoa bầu trời đang đặt ở kia. Hình như mình nhớ cả skill 2 của nó cũng sẽ có đó là cái chói luôn. Đấy. Và nếu bạn lên được 8 sao thì sau khi hành động xong vừa rồi thì Semin nó sẽ được tàng hình. Thì đó là những cái cập nhật mới. Nhưng mà còn nhiều cái lắm, nhưng mà Semin thì mình không có thì mình có thể review được rồi. Thì vừa rồi mình cũng chỉ review một vài S cộng gọi là mình biết thôi, chứ còn đâu có nhiều con sẽ được điều chỉnh ngầm và thông tin thì chưa được thay đổi đâu. Nói chung là bây giờ cũng na ná gọi là bộ skill cuối cùng ở bản tiếng Anh bây giờ rồi. Và như Meloetta chẳng hạn ấy, bộ skill đam sát thương gây ra cao lắm ấy. Còn nói như thế thôi, điều chỉnh, nhưng mà các bạn vẫn nên ưu tiên nó S cộng mới nhiều hơn, chứ không nên đầu tư vào những S cộng cũ này nữa. Nếu mà các bạn chơi ở server mới 4 sao chẳng hạn thì những S cộng này đã được điều chỉnh rồi thì nó sẽ rất là tốt. Còn hy vọng là cái team ma đang bị lỗi một tí, chứ còn đâu sát thương gây ra bỗng nhiên nó nhỏ hơn rất là nhiều. Còn đâu một số Pokemon như là team nước ấy, Askenza đang to to rồi này, còn Raminkyo thì bây giờ lại vừa trâu hơn lúc trước mà đam lại còn to nữa. Thì vừa mới cập nhật thì đương nhiên là cũng sẽ không khó có thể là hoàn hảo được, vẫn phải phát sinh một vài cái mà không mong muốn. Thì hy vọng lại cập nhật, lại sửa mỗi ngày để có thể là có được cái trận đấu mà nó kiểu công bằng hơn tí, chứ không phải là bỗng dưng phát sinh một cái gì. Hôm qua như mình test ấy, thì có cái trận đấu mà mình tàng hình nhất tận hai lần ở trong một cái trận đấu cơ mà, có khi 3 lần không biết hay không. Nhưng mà đấy cũng là một cái giúp cho team mình có cái ưu thế hơn, nhưng mà mình không thích cái đấy cho lắm. Ok, thì mình sẽ dự tính 5 triệu lấy cái bảo vật vàng của Luala để review, và kèm theo là sẽ có một số cái cốt tích nạp, thì mình sẽ làm một cái event. Hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.